Алло, добрый день. Добрый. Добрый Добрый день. день. Как у вас дела? Хорошо, спасибо. А что у вас сзади? А đằng sau em có cái gì đấy? Cái bức tường đằng sau ấy. Đằng sau, bức tường đằng sau là photo ảnh, photo gia đình ạ. Photography đấy. Я вижу, да, красиво, да. Понятно. Хорошо. Như vậy, các bài học của em sẽ ở dạng như này nhé. Chúng ta sẽ có thể là sẽ độ khoảng một hai bài là mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn là em sẽ nói tiếng Nga như thế nào. Đấy. Hôm nay là bài đầu tiên. Thế cho nên là, alo, cái mạng của em bị nghẽn. Trong bài học đầu tiên này của chúng ta sẽ làm quen với lại những cái câu giao tiếp thông thường. Đấy. Những câu giao tiếp bắt buộc. Tạc. Alo. Bỏ tai nghe ra để nghe ra ngoài sao nghe Em nghe rõ. ra ngoài hả? Đây. Được. Tạc. Хорошо. Thế thì trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một lượt những cái câu giao tiếp thông thường nhất mà trong giao tiếp kể cả những cái người mà không biết tiếng cũng cần phải biết nói những cái câu như thế này đấy. Đó là những câu Dạ chào vâng. hỏi đầu tiên đấy, những câu hỏi thăm. Tạc. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nói câu xin chào đấy. Здравствуйте. Chúng ta có từ здрав да з đấy, chúng ta có từ здравствуйте đấy. З да ra vui che здравствуйте đấy. Ôi, что я написал đấy. Так. З да vui che. Так. Cái câu này nó có cái gì đặc biệt? Ở trong cái từ này nó có cái từ có cái âm v là cái âm câm. Nó là cái âm câm cho nên khi khi nói chúng ta bỏ qua nó luôn đấy. Chúng ta đọc здравствуй, здравствуй che đấy. Em nói thử lại là здравствуй che. Здравствуйте. Здравствуй che. Thế và nếu mà bạn bè thông thường thì chúng ta chỉ cần nói здравствуй đấy. Здравствуй. Em nói lại là здравствуй. Здравствуй. Здравствуй đấy. Đó, bạn bè thông thường thì chúng ta sẽ nói như vậy. Thế và chúng ta đi cái từ này ví dụ như là chúng ta nói mà ở trong những công sở chúng ta cần đi để chúng ta làm giấy tờ hoặc là này khác những cái cơ quan hành chính của Nga ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái từ здравствуйте đấy. Đó, hoặc là chào những người lạ đấy, những người lạ thì chúng ta sẽ nói здравствуйте đấy. Thế còn trong những cái câu giao tiếp thông thường hàng ngày thì chúng ta sẽ dùng những cái câu chào hỏi theo thời gian đấy. Добрый день, đấy. Добрый день, đấy. Đúng không nào? Đấy. Hoặc là trước đó chúng ta có thể nói là Добрый утро. Em nói Добрый утро. Добрый утро. Добрые. Em nói Добрые утро. Доброе утро. Đúng rồi. Добрый утро, đấy. Câu thứ hai mà chào buổi sáng thì ở trong cái khoảng là gì? Từ sáng cho đến 10 giờ đấy. Từ sáng Đến đến khoảng 10 10 11 giờ đấy, cứ cho 10 11 giờ đấy. Đó, 10 11 giờ. Đấy, 11 giờ. Thế còn dobrý deň người ta chào cho đến khi trời tối đấy. Cho đến khi trời tối đấy. Do chiêm na tử là chào đến khi trời tối đấy. Đó. Dobrý deň đấy. Thế còn dobrý večer là chào buổi tối đấy. Dobrý večer, em nói nè. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, chào buổi tối đấy. Добрый Dạ. вечер. Так. Добрый вечер. Và ví dụ như là chia tay nhau khi mà buổi đêm chẳng hạn thì người ta nói là gì? Buổi tối là gì? Spokojnej noci. Spokojnej ночи. noci. Spokojnej noci. Đấy. Spokojnej noci. Tak. Spokojnej noci. Tak. Đấy. Đó. Spokojnej. Em nói spokojnej noci. Đấy. Trọng âm nó sẽ rơi vào đây đấy. Spokojnej. Đấy. Spokojnej noci. Đấy. Đấy. Noci. Đấy. Trong tiếng Nga chúng ta biết rằng là từ có từ hai âm tiết trở lên thì nó có trọng âm đấy. Nếu mà từ có một âm tiết thì nó sẽ không có trọng âm. Ví dụ chúng ta có từ tút đấy, tám đấy, đó, đốm, đúng không ạ? Đấy, đó. Thì những cái từ này chúng ta không nhìn thấy âm tiết đấy, không không nhìn thấy trọng âm đấy.
Bởi sao? Nó chỉ có một âm tiết thôi. Nếu mà nó có một âm tiết thì chính bản thân nó là trọng âm đấy. Nhưng mà từ những cái từ thứ hai, từ có hai âm tiết trở lên đấy, là ví dụ như là vada đấy, vada đấy, à, đó à, là có hai âm tiết đấy, à, masun đấy, đấy, à, masun đấy, à, là từ có ba âm tiết đấy, vada, à, akno, akno đấy, đó, à, masun đấy, đấy, à, хорошо, хорошо, à, так, à, молоко. À, thì tất cả những cái từ này là từ có từ hai âm tiết trở lên đấy. À, âm tiết là gì? Âm tiết đó là à, một cái âm, một cái âm mà khi cấu tạo những cái từ đó đấy. À, đó, ví dụ từ đôm nó chỉ có một âm thôi, đôm đấy, đó. Tam nó chỉ có một âm, nhưng mà những cái từ có hai âm tiết ak no, ak no đấy, ak no và da đấy, và da, thế vậy thì đó là từ nó có hai âm tiết. À, những từ có ba âm tiết, từ có ba âm tiết machine, machine, хорошо, đấy, молоко, đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là gì? À, nó có những cái, à, những cái à, à, âm tiết mà nó có trọng âm đấy, молоко, đấy. À, âm tiết rơi vào đâu nào? Ồ, ở cuối đấy. À, machine, à, окно, окно, đấy. À, đó. Вода, đấy. À, đó. À, machine thì cái từ này chúng ta nhìn thấy là gì nào? Là trọng âm nó rơi vào âm i này đấy. Thế và nó đọc nó sẽ mạnh lên đấy, mạnh lên. À, machine, 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 хорошо, хорошо, ta ta ta, молоко, đó, окно, đó. Thế vậy thì khái niệm thế nào là trọng âm? Trọng âm đó là một cái âm tiết mà à, người ta đọc nhấn mạnh hơn, đọc kéo dài hơn so với những âm tiết còn lại đấy. Đó. À tắt. Đấy. À đó. Thế vậy thì đó là cái khái niệm về âm tiết ở trong tiếng Nga. Ta хорошо. Bây giờ vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi qua hết những cái câu chào hỏi rồi đấy. À đó. Bây giờ chúng ta sẽ à, có những câu tạm biệt thì sao? Tạm biệt. Chúng ta có câu à, từ tạm biệt là gì nào? До свидания. До свидания. Đấy, до свидания. Đấy. À à, trọng âm của nó sẽ rơi vào âm tiết này đấy. Trọng âm rơi vào âm tiết này. До свидания. Đấy. До свидания, đúng không? À, до свидания. À, đây chúng ta đọc là gì? À, các bạn thấy các bạn đều đọc là the, 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 đúng không? Đấy, the, до свидания. Các bạn đều đọc là như vậy đấy. Đó. Thế vậy thì à, chúng ta hiểu đây là gì? Do là giới từ do à, ở cách hai đấy. Và từ свидания sang cách hai thành свидания. До свидания thực chất nó là gì? Nó là hẹn gặp lại đấy. À. Svidanya là một cuộc gặp mặt. À, do svidanya là có nghĩa là gì? Đó là hẹn lại một cuộc gặp mặt. Đấy, hẹn gặp lại bạn đấy. Cho nên người ta nói là gì? The svidanya đấy. À, tương tự như vậy người ta có thể nói là gì? The встречи. The встречи. The встречи. À, em nói từ nào? The встречи. The встречи. The встречи. The встречи. À, nó gồm có bốn phụ âm liền nhau đấy. Встречи, встречи, à, встречи. Да, em phải đọc được ba cái phụ âm này đấy. Встречи. Да, до встречи. Да, nó nổ như vậy đấy, nghe nó hơi nổ một chút đấy. До встречи, đấy, до встречи. Да, хорошо. Người ta còn có thể nói là gì nào? À, người ta còn có thể nói là пока, пока, пока. À, пока là chào cậu nhé. À, пока, пока, đấy, пока. À, tương đương như ở trong cái tiếng Anh cái từ bye đấy. Người ta nói gì? Goodbye. À, đôi khi người ta nói bye thì cái tiếng Nga tương đương của nó là gì? Пока. Пока. Đấy. Пока. À, người ta có thể nói như vậy đấy. Đó, пока. À, thế còn đặc thù vùng miền người ta còn có thể nói thêm những cái từ khác đấy. Người ta có thể nói là gì nào? Ata. Ata. À, ata ata. Đấy, ata có nghĩa là gì? Chào tạm biệt đấy. Ata, пока. Đấy. Đó. À, ta хорошо. À. Tiếp theo nào. À, chúng ta sẽ có những câu hỏi thăm. À, ví dụ công việc của bạn ra sao? Как ваши дела? Как ваши дела? Đấy. Как ваши дела? À, дела. Дела. Trọng âm rơi vào đây đấy. À, дела. À, дела. Как ваши дела? Как ваши дела? Đấy. Как ваши дела? À, как ваши дела? À, дела. Đấy. À, как ваши дела? À, thế và người ta đây là dùng gì? À, dùng đại từ sở hữu ваши. Đấy, ваши. Ваши. À thế ngoài ra người ta còn có thể dùng với đại từ gì nữa nào? Đại từ твои đấy. Как твои? Đấy.
các từ vài từ vài ý, các từ vài ý dĩa là các từ vài dĩa là à em nói là các từ vài dĩa là các từ vài dĩa là dĩa là dĩa là dĩa dĩa là à dĩa là trọng âm rơi vào đậm sau cho nên chúng ta sẽ xuống giọng mà nói đấy. Các từ vài dĩa là các từ vài ý dĩa là em nói nè các từ vài ý dĩa là dĩa là đã đã à thế để trả lời người ta có thể có 5 cấp độ khác nhau đấy là đấy à 5 cấp độ người ta có thể nói là gì nè prikrasna prikrasna à công việc rất tuyệt vời đấy à tạc các từ vài dĩa là prikrasna đấy à ví dụ em mở nhà hàng từ sáng đến tối đông khách nghìn nghịt đấy à tối về là gì hai vợ chồng đổ một thùng tiền to tướng ra ngồi đếm đến sáng không hết đấy đó à thì lúc đó em nói là gì prikrasna prikrasna đấy rất tuyệt vời công việc rất tuyệt vời prikrasna em nói prikrasna à prikrasna prikrasna đã prikrasna đấy trong âm rơi ở đây đấy à prikrasna prikrasna đấy đó prikrasna à đó hay nếu mà công việc nó không được hẳn là tuyệt vời nhưng mà cũng vẫn tốt đấy thì em sẽ nói sao хорошо à хорошо хорошо là gì nào là tốt đấy à trong âm rơi vào đây đấy хорошо em nói хорошо 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 đấy à хорошо nếu mà à không tốt à, nhưng mà cũng không xấu thì em sẽ nói nào à, нормально нормально đấy à нормально на à нар нормально нар мали нормально нормально em nói à à tất нормально. Cả à người Việt khi chúng ta học tiếng Nga chúng ta không nói được cái âm này đấy âm này là âm L và có dấu mềm đấy нормально à нормально đấy à các em để lưỡi vào vị trí phát âm chữ ly нормально thế và em tưởng tượng là cái chữ y này nó rất bé đấy à cái chữ y này nó bé tí thôi đấy à đó нормально нормально đấy đó thì em sẽ nói được cái chữ L mềm này đấy нормально да gần gần như vậy đấy нормально нормально nếu mà em phát âm được cái chữ à, chữ chữ này thì là cái chữ L mềm này thì là cái tiếng Nga của em nó sẽ hay đấy đó нормально да нормально đấy нормально так à nếu mà công việc nó không ở mức trung bình nó dưới thấp dưới mức trung bình một chút người ta sẽ nói ничего đấy ничего à как дела как твои дела ничего как твои дела ничего đấy đó chúng ta nói như vậy đấy так em nói nè à ничего 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 đấy à đấy так ничего ничего đấy đó thế và nếu mà công việc hoàn toàn tồi tệ thì em sẽ nói là gì nào плохо плохо à плохо đấy плохо плохо đấy плохо là tồi tệ đấy à nếu công việc mà cực kỳ tồi tệ thì là gì ужасно ужасно đấy à как дела как ты видела ужасно очень плохо а очень плохо а chúng ta sẽ nói ужасно đấy ужасно đấy đó à thì đó là gì đó là những cái câu nói thông dụng đấy người ta nói thông dụng à как ваши дела как твои дела ну ужасно плохо đấy à đó vân vân như vậy thế nhưng mà có một số cái từ lóng đấy đấy à có một số cái từ lóng người ta cũng trả lời đấy à đã à em nói gì sure chip top sure chip top đấy à sure chip top đấy các nghĩa là ну sure chip top sure chip top đấy à đó à sure chip top à nghe thấy nó vừa ngộ mà vừa vui đấy tất cả mọi việc đều ổn cả đấy à, hoặc là gì à sure v sha ka ладе все в шоколаде все в шоколаде да все в шоколаде а шоколад ли какая шоколад да шоколаде а как твои дела ну все в шоколаде да а những cái này chúng ta hay nghe thấy trong phim đấy đó à người Nga người ta không người ta không trả lời như chúng ta bình thường хорошо нормально ничего да все в шоколаде да все в шоколаде а tất cả mọi việc là đều ở nằm trong thanh kẹo sô cô la đấy à có nghĩa là gì tất cả mọi việc đều ngọt ngào cả đều tốt đẹp cả đấy tác vật đấy à tá хорошо thế vậy thì ở đây là những cái mẫu câu mà à, những người mà không biết tiếng Nga đấy thậm chí những người không biết tiếng Nga cũng phải biết đấy để làm gì để chúng ta hỏi han nhau thông thường hàng ngày đấy đó à thế chỉ cần là gì nào để có thể là nói nhanh những câu này thì mỗi ngày em cần phải đọc lại một vài lần thôi đấy à những cái câu прекрасно хорошо thì tốt rồi đấy à все чип топ все в шоколаде chẳng hạn đấy đó chúng ta luyện luyện một tí đấy à, luyện luyện một tí thì chúng ta mới nói được так хорошо đấy
À, ngày mai khi mà chúng ta vào một giờ học thì nó sẽ hỏi em là gì? Các một chi biệt gì lá, các từ vị gì lá. À, em nói sao? Все в шоколаде. À, значит все хорошо, да? Да? À, все хорошо. Так, ну хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi tên đấy. À, как тебя зовут? Как тебя зовут? Đấy. À, как тебя зовут? Hoặc là người ta sẽ có thể hỏi là gì? Как вас зовут? Đấy. Как вас Các зовут? Как вас зовут? À, как тебя зовут? Как вас зовут? À, đó. Tên của bạn là gì? Tên của anh chị là gì? Đấy. Так. À, меня зовут. Em trả lời sao nào? Меня Меня зовут. зовут Лилия. Лили. Đấy. À, Лилия. À, nếu mà Лили là cái tên từ ở trong tiếng Việt đấy. À, nếu thế em gọi Lily thì người Nga người ta sẽ gọi em là Lilia đấy, Lilia đấy, Lilia. À, tạc Lilia và Lily đều là một đấy. À, mình nhớ rất vút Lilia, mình nhớ rất vút Lilia. Bởi vì sao? À, trong tiếng Nga tất cả các danh từ giống cái, tên chỉ phụ nữ thì đều kết thúc bằng A hoặc là IA đấy. Đó. À, Em thấy là gì nào? Natasha đấy, Natasha đấy. À, Nadia, Nadia đấy, Nadia đấy. À, rồi là gì nữa? Nina đấy. Đó. À, tà nhé, à, tà nhé, à đó. Thế vậy thì tên của phụ nữ là thường kết thúc bằng âm A hoặc là âm I đấy. À, cho nên là gì? Nếu em nói em tên là Lily thì người ta sẽ gọi em là Lilia đấy, Lilia. Tác vụt. Mình nhớ rất vụt Lilia. Tà khá rất. Thế bây giờ em dịch ra thì ra câu là chồng của em tên là gì? À, Các. môi môn À, các gia vụt. các giờ phút Mà yêu vô. là Mù ra. À, các zavut tờ vayevo đấy, các tờ giờ vayevo mù ra. Chồng của em tên là gì? phút Các zavut tờ vayevo mù ra thì em nhìn thấy là gì nào? Nó là tờ vayevo mù ra đấy, mù ra. Em nhìn nào đấy, tờ vayevo mù ra. Các zavut tờ vayevo mù ra đấy. À, thế vậy thì chúng ta phát hiện thấy đây là gì nào? Đây là cách hỏi tên. Người ta gọi là cách hỏi tên. Cách hỏi tên thì phải là gì? À, là ở cách 4 đấy. Chúng ta phải dùng danh từ ở cách 4 để hỏi tên đấy. Em hiểu chưa? Đấy. À, dùng danh từ, dùng đại từ nhân xưng đấy, dùng đại từ sở hữu ở cách 4 đấy. Đó. Thế bây giờ đại từ nhân xưng là gì? Đây là cách 4, chúng ta sẽ ghi đây là cách 4 hỏi tên đấy. À, hỏi tên. Hỏi tên đấy. À, thì chúng ta gì dùng hỏi tên đấy, đây là tên. À, thì chúng ta phải là gì dùng cách 4 đấy, dùng cách 4, cách 4 đấy, dùng cách 4. À, đó, đó là cái điều mà chúng ta cần nhớ đấy đó. Thế bây giờ chúng ta trong khi cái đây là nguyên tắc học đối với những người đã biết nói một chút rồi, ví dụ như em chẳng hạn, em biết nói một chút rồi đấy. À, cách học đó là không bắt các em học từ ABC mà là gì, chúng ta sẽ học giao tiếp trực tiếp. Và vướng ở chỗ nào chúng ta sẽ học ở chỗ đó đấy. Vướng ở chỗ nào chúng ta sẽ khai thác những cái ý nghĩa ngữ nghĩa cũng như là ngữ pháp từ vựng ở trong cái chỗ đó. À, đó. Thế vậy thì chúng ta thấy ở đây là gì? Trong khi hỏi tên chúng ta phải dùng cách 4 đấy. Mà không phải chỉ nguyên hỏi tên, đó là cái kiến thức cơ bản đấy. Đó. Các zavut tvoyego muzha. Em nhìn thấy đấy. Ở đây có cái gì nào? Tvoyego là gì? À, đó là đại từ sở hữu. Mus là gì? Đó là danh từ đấy. À, thế bây giờ thì chúng ta cần phải biết khái niệm, khái niệm đấy. Khái niệm của chúng ta là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng là gì đấy? Là gì? Đó. Đúng không nào? Sau đó chúng ta sẽ đại từ sở hữu là gì? Đấy. Đó. Cái thứ hai. Và cái thứ ba của chúng ta là gì? Đại từ nhân xưng sở hữu. Đại từ nhân xưng là gì? Đại từ sở hữu là gì? Đấy. Đó. Danh từ. Tiếp theo nữa là gì? Tính từ. Đấy. Đây là bốn cái từ loại mà trong khi chúng ta sử dụng trong câu nó sẽ biến đổi theo. Nó sẽ biến đổi theo theo cách ở trong tiếng Nga. Đấy. Đó. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem đại từ nhân xưng là gì? Đại từ nhân xưng đấy là cái khái niệm cơ bản. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem đại từ nhân xưng đây. Học tiếng Nga thì do là các em đã biết nói rồi, cho nên nhiều em khi học bắt đầu sốt ruột đấy, sốt ruột. Đó. Nhưng mà các em thiếu cơ bản.
đúng không? Đó. Thế vậy thì chúng ta phải đền bù cái cơ bản đã. À, chúng ta phải có một cái nền tảng. À, có một cái nền tảng. Khi chúng ta có nền tảng rồi thì chúng ta sẽ mất một vài bài để chúng ta học những cái nền tảng trong quá trình học giao tiếp đấy. Đó. Khi có nền tảng rồi, lúc đó chúng ta có thể nói kiểu gì cũng được. Còn nếu chúng ta chưa có nền tảng thì chúng ta nói nó sẽ rất là vất vả, khó khăn. À, vậy thì cái phương pháp dạy của mình là gì? À, cho các bạn một cái nền tảng cơ bản tối thiểu nhất, tức là tối thiểu nhất đấy. Tối thiểu nhất tức là gì? Những cái mà các em dứt khoát cần phải biết để khi chúng ta sử dụng tiếng Nga. Thế vậy thì đại từ nhân xưng là cái gì? Nó rất đơn giản thôi đấy, đó là những cái từ Là à nào, da à tươi da đấy, à rồi là gì nào, tươi, tươi à tươi đấy, à da tươi ôn đấy, à ôn ôn đấy, à rồi ăn là à ăn lá, à sau đó là gì, à mươi vui đấy, mươi vui vui và vui anh nhỉ. anh nhìn À, đây là đại từ nhân xưng, à, đây chính là đại từ nhân xưng. À, đại từ nhân xưng của chúng ta đây là gì? Nhưng mà đại từ nhân xưng ở đây là gì? Cách một đấy. Đại từ nhân xưng ở cách một đúng không nào? Đấy. Đó. Đại từ nhân xưng ở cách một. À, thế bây giờ chúng ta phải cần sử dụng nó ở cách 4 đúng không? Đấy. Chúng ta sử dụng ở cách 4 thì chúng ta sẽ có ya thành gì? Nó biến đổi thành mi nhà. Em hiểu chưa? Đấy. Minh À, ya nó không phải ya nữa mà nó biến đổi thành mi nhà. Đấy. Tươi thì biến đổi nhạc thành gì nào? Chi bia. chế biến Chi bia. Chi bia. Ya chi bia đấy. À đó là đi biến cách 4. Ôn thì biến đổi thành gì? Ye vô đấy. vô Anna thì gì? Ye yo. À nhi nhục ye yo. nhi nhi Ye ye nhi yo. Ye yo đấy. À đây đọc như nào nào? À đây đọc là ye yo đấy. Y ye yo y yo. Ye yo. Yeah, À đúng rồi, em mới đọc ye yo là xong đấy. Ye yo là xong đấy. Còn đây nó đọc như thế nào nào? À, ye vô. à ye vô, g không đọc là g đấy, không đọc ye vô mà đọc là ye vô đấy. Đó. Anna, Anna là ye vô đấy. Đó. Mươi, mươi đọc là gì? Mươi sang cách 4 là gì nào? À, mươi sang cách 4 là nas, nas đấy. À, nhiều người bảo nas là cái gì vậy đấy? Đó. À, rất nhiều người, rất nhiều bạn không không học cơ bản đấy, à, thấy từ phát bắt đầu là gì, là hỏi loạn lên đấy. À, đó. Vui thành gì? Vas đấy. À, anh như thành gì? Ich. Anh như thành ich đấy. Ich, cái chữ ich này đọc như thế nào? À, đó là cái chữ i cộng với chữ khờ của tiếng Việt đấy. Ich, 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 ich. Đó. À, ich đấy. Đó. Như vậy thì đây là gì? Đại từ nhân xưng của chúng ta đấy. Đại từ nhân xưng, đại từ nhân xưng cách 1 và cách 4 đấy. À đó. À thế nhưng mà chúng ta biết rằng trong tiếng Nga nó có 6 cách đúng không nào? Đấy. 6 cách. À đây mới là cách 4 thôi. À cách 4 cách 2 nó giống nhau, đấy. Cách 4 cách 2 giống nhau. À như vậy là gì? Đây chúng ta học được hai cách rồi, cách 4 cách 2 rồi, đấy. Thế còn cách 3, cách 5, cách 6 nữa thôi, đấy. Đó. À cách 3, à cách 3 này, cách 5 này, cách 6 đấy. Thế đến đây thì các bạn sẽ bảo ồ thế thì khi nào thì dùng cách nào, à khi nào dùng cách 4, khi nào dùng cách 5, khi nào dùng cách 6 đấy. À đó. À khi nào mà cái động từ nó đòi hỏi là một này, hai là có thể là cái ý nghĩa của câu nó đòi hỏi này, thì lúc đó người ta sẽ sử dụng ở cái cách tương đương đấy. Đó. Không phải cứ dứt khoát cứ là có động từ nó mới đòi hỏi ở cách, không phải. Có khi có trạng từ nó cũng đòi hỏi ở cách đấy. Có khi có tính từ nó cũng đòi hỏi danh từ phải ở cách nào đó đấy. À đó. Thế vậy thì chúng ta coi đó là cái ý nghĩa của cái câu đó nó đòi hỏi, thì lúc đó nó sẽ ở một cách cụ thể nào đó. Đấy. Đó. À thế nhưng mà phải nhớ là gì? À tại sao có những cái ngôn ngữ nó không có cách? Ví dụ tiếng Việt làm gì có cách? Đúng không nào? Nếu tiếng Việt nó không có cách thì nó phải có thứ tự. Từ A B C D đúng không? Tôi yêu em chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy. Nói tôi yêu em thì là tôi là phải đứng số 1, em là đứng số 2, đấy. À tôi yêu là đứng thứ 2, đấy. À em là đứng thứ 3. Nếu mà nói lộn ngược lại, em yêu tôi chẳng hạn, thì nó lại ngược lại, nghĩa là gì? À cái ý nghĩa của nó bị thay đổi rồi đấy. Thế nhưng mà trong tiếng Nga ấy, nhờ nó có cách thì đảo đầu đảo đuôi kiểu gì nó cũng vẫn vẫn hiểu là đúng như vậy đấy. À ya chi bé lưu lưu, ya lưu lưu chi bé ya lưu lưu đấy. Đó, người ta có thể đảo lộn ngược lộn xuôi đều là như vậy cả, em đúng chưa? Có phải không ạ? À ý nghĩa nó không thay đổi là nhờ có gì? Nhờ có sự nhờ có cái kết cấu sử dụng bằng cách ở trong tiếng Nga nó rất chặt chẽ. À, cho nên là gì? Người ta nói được lộn đầu lộn đuôi là cái ý nghĩa của nó vẫn không thay đổi được.
Đó. Thế vậy thì những cái ngôn ngữ mà nó không có cách ý, thì nó bắt buộc phải dùng gì? Nó dùng cái thứ tự các từ trong câu để nó bảo đảm cái trật tự của cái ý nghĩa của câu. Còn trong tiếng Nga nhờ có cách cho nên là người ta có thể đảo lộn được ý nghĩa, đảo lộn được vị trí của các từ ở trong câu đấy. Vừa rồi chúng ta xem đại từ nhân xưng là gì rồi đấy. Đó. Thế bây giờ trong đại từ nhân xưng chính vì vậy nó mới có câu là hỏi các chi bé ra vụt. Các chi bé đấy ra vụt. Thế vậy thì chúng ta hiểu đây là gì? Cái chi bé này là gì đấy? Nó chính là từ đấy. Nó chính là từ. Đó. Các chi bé ra vụt đấy. Đó. Thế bây giờ người ta tương tự như vậy hỏi anh ấy tên là gì? Các Các Ivo Yevo. Yabut. Các Yevo ra vụt đấy. Các Yevo ra vụt. Đúng rồi. Vua Yevo này chính là ôn đấy. Yevo này chính là ôn đấy. Yabut. Đây là ôn. Thế bạn cô ấy tên là gì? Các y ye Yeyo. ye Yeyo. yo Các các Yeyo y đấy. yo Ra vụt. các Yeyo ở đây chính là yo ăn nạt đấy. Chính là ăn nạt. Đã. Các Yeyo ra vụt đấy. Ra vụt. Đúng chưa nào? Các Yeyo ra vụt. Хорошо. Thế bây giờ nói ông bà tên là gì? Ông bà tên là gì? Các Ông bà ở đây là gì nào? Tức là ý nói ngôi thứ hai đấy, các vát tổng ra nghiệp vụt đấy, các các vát ra vụt, đúng không nào? Anh chị tên là gì? Các vát ra vụt. Thế vậy vát ở đây là gì? Chính là cái ngôi vui đấy, đúng giáo không nào? Đấy. Thế bây giờ hỏi họ tên là gì? Họ tên là gì? Chúng nó tên là gì? các Các ý ich, ich đấy, ra vụt. Các ich ra vụt đấy, các ich ra vụt. Ich ở đây là chính là gì? Đó là anh nhỉ đấy. Đó là anh nhỉ. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Chúng ta nhìn thấy ở đây là đáng ra là tươi thì nó lại thành là chi bé, đáng ra là ôn nó thành nhiệt vụ đấy. Có đúng không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy một câu là vợ của cậu tên là gì? Tvaya Jena là vợ của cậu đúng không nào? Đấy. Có đúng thế, đúng đấy không? Đấy. Các Tvaya Jena ra vụt đấy. Ra vụt. Đúng không nào? Đấy. Thế nhưng mà em thấy đây là gì? Tvajena nó là gì? Nó là cách một. Có đúng không? Nó là cách một cho nên là chúng ta phải để nó vào trong ngoặc đấy. Bởi vì sao? Nó giống câu vui trên, vui là cách một mà. Có đúng không? Vui thì nó thành vas, ani thì thành ich đấy. Thế vậy thì tvajena nó cũng phải thành cái gì đó đấy. Nó cũng phải thành cái gì đó thì nó mới mới đúng được. Nó phải thành cái gì đó cách bốn đấy. Vậy thì thành cái gì đó đó là gì nào? Các tvayu genu. Đấy. Các từ vayu genu ra vụt. Đó em thấy chưa? Đó vậy thì ở đây là gì nào? Đó là cái danh từ này nó biến sang cách 4 đấy. Khi danh từ biến sang cách 4 thì cái đại từ sở hữu này từ vayu nó cũng biến thành từ vaya nó biến thành từ vayu. Các từ vayu genu ra vụt đấy. Các từ vayu Các genu ra vụt đúng không nào? Đấy. bài Đó. du Ra vụt. Tak. Tak хорошо đấy. Tak. Thế bây giờ nói là chồng của cậu tên là gì? Các tôi muốn đấy. Ra vụt. Các tôi muốn ra vụt. Vậy thì tôi muốn này nó là cách một, chúng ta cho nó vào trong ngoặc đấy. Đúng không nào? Đó. Thế vậy thì cái cách bốn của nó phải là gì? Tờ vai gì vô mu rải. Các tôi vô mu rải ra vụt. Đúng chưa? Thì nó mới đúng, đúng không? Đấy. Có nghĩa là gì? Lúc đó chúng ta phải biến đổi cái danh từ này sang cách 4 và đi cùng với danh từ đó là đại từ sở hữu nó cũng bị biến sang cách 4 đấy. Thế bây giờ đẻ ra cái gì như em bảo thầy ơi, thế đại từ sở hữu là cái gì vậy đấy? Lúc nãy chúng ta xem đại từ nhân xưng rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem đại từ sở hữu là cái gì đấy. Đó, đại từ sở hữu là cái gì? Sở hữu là cái gì? Sở hữu là chỉ sự sở hữu, Là là của của ai đó đấy, là của ai đó đúng không nào? Đấy. Đó là của ai đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta có đại từ sở hữu. Đó. Thế là đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu là cái gì vậy? Đại từ sở hữu đó là gì? Của ai? Bây giờ nó của tôi. Mồi. Đúng không? Một Của cậu. Tôi vội. Đúng chưa? Có phải như này không? Em có biết không nào? Tôi vui Mồi, tôi vội, đúng rồi đấy. Thế bây giờ của chúng ta thì sao? Chúng của ta là chúng mươi. ta Chúng ta là mươi, nhưng mà của chúng mươi ta đấy. Mươi là chúng ta, nhưng mà của chúng ta thì sao nào? Của chúng ta là là nas đấy.
Nas, nas đấy. Nasha. À, của các anh là gì? Vas đấy. Đó. Thế của anh ấy nè. Của anh ấy là gì nè? Ye vô đấy. Của cô ấy nè. Ye yo đấy. Và của họ nè. Ich đấy. Đó. Ich đấy. À đó. À thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là gì? À đây là các đại từ sở hữu, người ta gọi là đại từ sở hữu, có nghĩa là nó chỉ sự sở hữu của tôi, của bạn đấy, của các anh, của chúng tôi, của nó, của cô ấy, của họ đấy. Thì chúng ta nói luôn là gì, đây là các đại từ sở hữu, nhưng mà khi mà đi với các danh từ nó sẽ biến đổi, nó biến đổi theo giống số cách, nhưng mà riêng có ba cái này nó không biến đổi này đấy, ba cái này nó không hoàn toàn không biến đổi, em chịu đấy. Đã, nó không biến đổi. À vậy thì chúng ta chỉ cần biến đổi cái này thôi đấy. À môi là đi với cái gì giống đực, đúng không? À đó. À nhưng mà giống đi với cái danh từ giống cái thì sao nào? Mai già. Mai già. Tờ vôi mà là giống đực. À giống cái là gì? Tờ vai già đấy. À nas là danh từ giống đực đấy. Nas là giống đực. À giống cái là gì? Nasa. Sa đấy. À vas là giống đực, giống cái là gì? Va. Va. Vasa đấy. À có đúng vậy không? Các bạn nào, à ví dụ là gì nào, môi, môi, à đi với giống đực nào, môi đồm đấy, môi đồm, môi mũi, môi mũi, mũi là chồng tôi đấy, môi môi sơn, sơn sơn là con trai tôi đấy. À rồi gì nữa, môi môi papa, à bố tôi, môi papa đấy. À đó thì đây là giống đực đúng không đấy. À bây giờ giống cái nào, môi Maya, à vậy là Maya đấy, Maya à, sistra đấy, Maya sistra, Maya mama, Maya mama, à đúng chưa, Maya dochka đúng chưa đấy, à Maya mashina, à cái ô tô của tôi đấy. À đó, à thế vậy thì chúng ta thấy rằng gì này? Nó biến đổi à, theo danh từ, danh từ là giống cái thì nó thành Maya, danh từ giống đực sẽ thành môi đấy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ trong tiếng Nga ấy, à nó có phải riêng là danh từ giống đực giống cái đâu, nó còn giống chung nữa. À thế nó còn một biểu dạng nữa là gì, mayo đấy, mayo, à tvayo, tvayo, tvayo đấy. À gì gì nữa nào, à nashe, à đi với giống chung đấy, à đi với giống chung, vashe, vashe đấy, vashe, nashe, vashe đó. Tạc à, хорошо. À chúng ta sẽ lấy ví dụ với các danh từ giống chung. À lấy ví dụ với các danh từ giống chung. À danh, đó là gì nào? À mayo. Mayo akno. Akno đấy. À mayo akno. À rồi gì nữa? Mayo. Mayo. No. Yes, какой? Mayo место. À các bạn hay nói đấy ở ngoài chợ. À mayo место. Đây là chỗ bán hàng của tớ chứ, từ mayo miesta đúng không đấy, đó từ mayo miesta. À khách hàng vào nhà hàng của em rồi, từ mayo miesta, mayo miesta, đây là chỗ ngồi của tôi, từ mayo miesta đấy, từ mayo miesta đúng không nào đấy. À mayo vino, mayo vino đấy, mayo à gì nữa, mayo vino, à mayo piva, mayo piva đấy, mayo piva. À đúng không nào? Đấy. À tạc. À thế như vậy là gì? Chúng ta nhìn thấy đây là nó biến đổi theo giống chung đấy. Thế nhưng mà thế này đã đủ chưa? À nó còn biến đổi theo số nhiều nữa. À, đấy. À ừ. Số nhiều. À bây giờ em xem biến đổi theo số nhiều thì biến đổi như thế nào. À, tạc. Mayo thành gì? Mai. Mai. À từ mayo thành gì? Tvayi. À tạc. À nashe thành gì? Nash thành gì? Nashi. À, nashi. Nashi đấy. À và đà. Của các vashi. Của các bạn là gì? Vashi đấy. Ừ. Vashi. À vô tạc. À bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ đấy. Đó, ví dụ. À ví dụ nào? À với số nhiều nào? Mai mai gì nào? Mai studenti. À studenti, à mấy studenti. À nghe хорошо, mấy studenti. Đấy, хорошо. Gì nữa nào? Mày
Mai Zaget mai yen Zaget gi mai à mai mai yen gi nhìn à, tiền của tôi đấy, mai yen gi, mai yen gi đúng không đấy, mai yen gi à, mai product à, mai product đấy à, những cái liên quan đến nghề của em đấy, mai product à, mai yen gi à, đúng không đấy à, phải không ta, mai product mai tavari à, mai tavari à, hàng hóa của tôi, mai Tavari. client à, các khách hàng của tôi, mai client đấy à, mai client Liên à, mai robotniki à, những nhân viên của tôi, mai robotniki, mai robotniki đấy à, đó Dạ. ta khá à. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là gì à, đây là những cái à, danh từ số nhiều đấy, nhưng mà nó khổ nỗi là gì à, đến đây đã xong đâu, tất cả bốn cái này mới là cách một thôi đấy à, bốn cái này nó phải biến sang cách hai nữa như thế nào, sang cách ba nữa như thế nào đấy. Thế vậy thì cứ mỗi một cái nó biến sang như thế nó là nhân gấp 4 lên đấy à, bốn định dạng ở cách 1, bốn định dạng ở cách 2, bốn định dạng ở cách 3 đấy à, có tổng 6 cách, thế sau 4 24 nó có 24 định dạng khác nhau đúng không đấy đó. Vậy thì chúng ta phải nhớ được cả nó đấy à, đó cái may chúng ta là gì, có ba cái gì vô gì vô ít nó không thay đổi đấy đó. Thế vậy thì vừa rồi là gì nào, chúng ta đã cùng nhau xem đại từ sở hữu à, đại từ sở hữu nó biến đổi như thế nào đấy đó. Thế bây giờ do là gì à, do là nó biến đổi rất nhiều định dạng, tức là gì, nếu ở đây chúng ta nhìn thấy bốn bốn đại từ sở hữu này, môi từ voi nas vas, nó sẽ có bốn định dạng với ba giống và số ít số nhiều đấy à, và nó sẽ ở 6 cách khác nhau thì nó sẽ có 24 định dạng khác nhau đấy đó à. Thế như vậy là gì, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem từng định dạng một à, từng giống một như thế thì nó hết ngày luôn đấy. Thế vậy thì có nghĩa là gì, chúng ta chỉ xem khi mà chúng ta cần thôi, chúng ta không cần chúng ta không xem, không phải đau đầu đấy đó. Thế vậy thì hôm nay chúng ta đang cần là gì, chúng ta đang cần là nói về tên. Tên thì ở ở gì nào, ở cách 4 đúng không đấy à, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi nó cách 4 xem nó như thế nào đấy, tạm crash đấy à. Thế bây giờ chúng ta sẽ có là đại từ sở hữu ở cách 4 đấy à, đại từ sở hữu ở cách 4 đấy à, đại từ sở hữu ở cách 4 đó à. Bây giờ đại từ sở hữu ở cách 4 thì chúng ta cũng phải có hai dạng à, dạng thứ nhất là gì à, giống đực, dạng thứ hai là giống cái đấy à, môi thì nó sẽ thành gì, mai yêu vụ từ vôi hay là từ vai yêu vụ đấy, nash nó thành gì, nasheva à, đấy nasheva, nasheva đấy, nasheva đấy, vas à, nó thành là vasheva đấy đó à. Đây là gì, đây là giống đực thôi đấy à, đây mới là giống đực. Thế bây giờ còn giống cái nữa à, còn giống cái, đây chúng ta sẽ đánh cái dấu này đấy để cho nó sang à, còn giống giống khác đấy đó à, tác. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem định dạng giống cái nó như thế nào. Định dạng giống cái là như thế nào nào? À, nó là Maya, có phải không? Từ Maya. À, đúng vậy chưa? À, Vasa. Và à, NASA, Vasa đấy. À, Vasa, à, Vasa và NASA. Trên là NASA. À, đó. Thế nó chuyển sang cách 4 sẽ như thế nào nào? Maya. À, Maya thành gì? Maya no nào, Maya thành Mayu đấy Mayu à, từ Maya thành từ Mayu đấy đấy à, Mayu đấy đúng không đấy Đoàn ừ. Xe Nasu nghe Nasu nghe nghe bọn Tây nhiều khi nó chỉ vậy ấy. Nó chỉ là gì, từ Mayu mặt đấy đúng không à, nó chỉ cái câu từ Mayu mặt, nó dùng cách 4 đấy đấy, đó là cách 4 à, tại sao nó là từ Mayu, thì vì vậy đấy. À, từ vai không phải từ vai giá, từ vai giá mặt, từ vai du mặt đấy đó. Thế vậy thì thậm chí kể cả khi người ta chửi nhau cũng phải là gì, phải đúng cách đúng không đấy đó à. Đây là nói vui vậy đấy, NASA thành gì, NASU đấy, NASU à, đúng chưa nào. À, VASA thành gì, VASU à, VASU à. Thế vậy thì bây giờ chúng ta đã có à, cái gì đây rồi nào, chúng ta có cái bảng này rồi, bảng biến đổi đây rồi đấy, bảng biến đổi đó. Thế vì cái bảng biến đổi này của chúng ta sẽ đưa nó vào trong à, trong câu đấy
ở trong câu. Tạc, bây giờ người ta sẽ hỏi là vợ của cậu tên là gì? Các gia vút. Các gia vút. Tờ bài giá trên đấy. Tờ bài giá là cách 1 đấy. Chúng ta phải biến sang cách 4. Các gia vút, chúng ta biết rằng cách 4 là gì nào? Tờ bài giá thì tờ bài đấy. Các gia vút tờ bài giú. Genu. Đấy. Các gia vút tờ bài genu. Đúng chưa? Đấy. Các gia vút. Thế bây giờ sẽ hỏi câu là em gái cậu tên là gì? Cái câu ra các gia vút chúng ta có đi rồi, cứ thế để đẹp các rồi đấy. Các gia vút đấy. Các gia vút bây giờ chúng ta đang xem ở cách cách bốn giống cái đúng không ạ? Đấy. Cho nên là chúng ta các gia vút tu vayu. Tu vayu sestru. Các gia vút tu vayu sestru đấy. Con gái của cậu tên là gì? Các gia vút tu vayu. Các gia vút tu vayu. Дочку. Дочку. Как зовут твою дочку? Да. Как зовут твою дочку? Да. Так, хорошо. Bây giờ sẽ hỏi là bà của cậu tên là gì? Как зовут твою? Как зовут твою бабушку? Бабушку. Бабушку. Trọng âm rơi vào đây đấy. Trọng âm rơi ở này đấy. Как зовут твою бабушку? Да. Как зовут твою бабушку? Бабушку. Да. Đó. Các gia vút với bà Busco. Tá хорошо. Chúng ta có từ соседка. 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 Соседка là là cô hàng xóm đấy. Соседка là cô hàng xóm đấy. Так. Соседка. Соседка. Соседка là cô hàng xóm. Thế bây giờ em hỏi cô hàng xóм của cậu tên là gì? Как зовут твою? Как зовут твою соседку? Соседку. Как зовут твою соседку? Да. Так. Хорошо. Thì bây giờ trả lời. Tại sao mình đây cho bạn một loạt những cái danh từ giống cái? Жена, сестра, дочка, бабушка, соседка. Đều là các danh từ giống cái đúng không nào? Đấy. Đấy. Так. Có nghĩa là gì? Mình đang rèn luyện cho bạn là cách nói với các danh từ giống cái, đúng không? Đấy. Các từ gia vút với siết siết cũ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời. Thế khi trả lời thì chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ dùng là mayu genu gia vút đấy. Đúng không? Có phải không? Mình sẽ phải nói là mayu genu gia vút, không được nói maya gena gia vút đấy. Mà nói là gì? Mayu đây là gì? Mayu. Mayu genu đấy. Mayu genu và sau đó gì? Zavut. Zavut. Anya, đấy. Mayu genu zavut Anya. Tên của vợ tớ là Anya, đấy. Bây giờ em nói tên em tên của em gái tớ là gì? Mayu Sestru. Mayu Sestru. Em đọc là Sestru, không đọc là Sestru, đọc là Sestru. Mayu Sestru zavut. Мою сестру зовут. 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 За. Я. Không phải я mà là đi ra. За. Đi ra đi vào ấy. За. 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 Зовут. Зовут. За. Đúng rồi. За là ví dụ như là cô ra. За. 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 Đi ra. Đi ra đi vào đúng không? За. Nói chữ за đó. Мою сестру зовут. Gì nào? Маша. Мою мою сестру зовут Маша. Мою сестру зовут Маша. Так, хорошо. Bây giờ nói con gái của tớ tên là gì nào? Anna. Мою. 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 Дочку. Зовут. Зовут. Анна. Зовут. Да? Анна. Анна. Мою дочку зовут Анна. Да? Мою дочку зовут Анна. Đúng chưa? Thế bây giờ nói bà tôi tên là... bà tôi tên là... Maria. Bà tôi tên là Maria. Mayu. Mayu babushku. Mayu babushku. Zavut. Zavut. Em nói từ zavut. Zavut. Za za. Chỉ giờ nhẹ thôi. Za. Đi ra, đi ra đi vào. Ra, ra. Chợ hàng ra ấy. Chợ hàng ra. Zavut.
Zavut. À, ra vụt, đúng rồi, ra vụt. À, không không cần phải uốn lưỡi gì cả đấy. Mayu babushku ra vụt. Maria. Zavut. Maria. Zavut. À, đấy. À, Zavut. Mayu, Mayu babushku ra vụt Maria. À, cô hàng xóm nhà tôi tên là Natasha. Mayu. Mayu. Sa. Mayu. Sa. Siết. Cú. Sa siết ca là cô hàng xóm. Mayu sa siết cú. Mayu Zavut sasuku. Good. Natasha. Natasha. Đấy. À thế vậy thì qua đây để rèn luyện cho em thành gì? Tự động hóa lời nói đấy. À tại sao người ta nói tiếng Anh nhanh? Nói tiếng Anh nhanh bởi vì người ta tự động hóa lời nói được. Đấy. Tự động hóa lời nói là thế nào? Có nghĩa là gì? Tất cả những cái dữ liệu này nó phải nằm trên đầu lưỡi người ta, chứ không phải nằm trong óc, nằm không nằm trong bộ não của người ta. Em hiểu chưa? Nằm trong bộ Vâng. não thì chả khác gì bán hàng mà em lại cất hàng trong kho, đúng không? Em muốn bán hàng thì em phải bày ra quầy của em chứ, đúng không? Khách nó hỏi cái mình thò tay lên quầy mình lấy luôn đưa cho khách luôn, đúng không? Đấy. À, chứ không phải là người ta cất hàng ở trong kho, cất hàng trong kho thì phải chạy vào trong kho để lấy, đúng không? Đấy. Thế vậy thì những câu này nó phải nằm trên đầu lưỡi của mình đấy, chứ không phải nằm trong đầu mình học là các bạn học rồi bảo ồ cái này biết rồi thôi không cần học nữa, không phải. Các bạn phải làm sao để đưa được nó ra đầu lưỡi, nó nằm sẵn trên đầu lưỡi, động cái bật ra được nói ngay đấy. Các zavut tuve doichko mayu doichku zavut Anna, các zavut tuve babushku mayu babushku zavut Natasha đấy, vân vân đấy đó. À vậy thì phải nói làm sao để cho nó tự động, muốn nói tự động là gì em phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần đấy, em hiểu chưa? À hiểu rồi cái gì đấy. Thế ngày hôm nay chúng ta mới làm gì đây? Chúng ta mới làm là chúng ta mới xem là gì? Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và ở cách 4 đấy. À có đúng không? Thế và một phần nữa là gì? Chúng ta bắt đầu học là gì? Danh từ giống cái ở cách 4 đấy. Sang bài sau chúng ta sẽ xem danh từ giống đực ở cách 4 đấy. Đó. À thế như vậy là gì? Bằng cái cây đó lấp khoảng trống cho em là gì? Lấp khoảng trống về kiến thức ngữ pháp đấy, và đồng thời vận dụng vào để nó chuyển thành kỹ năng nói. À, dạy các bạn không phải là dạy ngữ pháp, dạy ngữ pháp để cho các bạn hiểu vấn đề thôi đấy, hiểu vấn đề. À đó. Thế và dạy các bạn là gì? Dạy các bạn là để làm sao các bạn mồm mép nó phải như tép nhảy, đúng không? Đấy, người ta gọi như vậy. À, có nghĩa là là gì? Mồm mép nó phải nói nhanh, đúng không? Đấy. À, em thấy những đứa trẻ con Việt Nam của mình ấy, tại sao nó chửi nhau dẻo quẹo đấy, đúng không? Nó chửi cực kỳ dẻo luôn, bởi vì sao? Nó chửi nhau nhiều quá, nó nói nhiều quá rồi cho nên nó dẻo. Vậy thì tiếng Anh của chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn nói dẻo ấy là chúng ta phải nói nó rất nhiều, đúng không? Đấy. À đó. À thế vậy thì để làm được cái việc đó đấy, thì nó sẽ gửi cái bài này cho em đấy, gửi bài video này cho em. Tak, хорошо. Gửi bài video này cho em, và sau đó là gì? Em xem video này, em cứ đeo tai nghe em nghe đấy, nghe đeo tai nghe, kể cả khi đi ngủ, trước khi đi ngủ em đeo tai nghe. À để xem là mình sẽ kiểm tra xem bạn nghe được bao nhiêu lần. Liệu em sẽ nghe được mấy lần nào? Mỗi bài nó dài 1 tiếng đấy, đúng không? Mỗi bài nó dài 48 phút đến đấy. Đó. À, mỗi bài nó sẽ dài khoảng 50 phút. Vậy thì em sẽ cố gắng là khi nấu cơm chúng ta cũng đeo tai nghe này, nghe này, đấy. Đó. Thế rồi khi mà đi ngủ hoặc là nằm nghỉ trưa chúng ta cũng đeo tai nghe nghe, mở nó nhỏ nhỏ thôi, nó nghe, nó cứ nó nói như thế là gì? Bằng cái cách đó là gì? Chúng ta nhập tâm vào ở trong đầu chúng ta đấy. À, tạo cái môi trường ngôn ngữ và cứ nói theo, cố gắng nói theo. Mayu zhenu zavut Anya, Mayu sistru zavut Masha, Mayu dochku zavut Anna. Đấy. Nên em chỉ cần nói đến 5 lần thôi thì đến khi mà khách khách hỏi em các zavut veo sistru, em nói luôn Mayu sistru zavut Anna, các zavut tu dochku Mayu dochku zavut Anya. Em nói được ngay lập tức, bởi vì sao? Là trong đầu em nó ấn ấn vào trong đầu em cái từ Mayu dochku chứ không phải Maya dochku cả, em hiểu chưa? Đấy. Đó. À, gọi là gì? À, muốn giao tiếp nhanh phải tạo thói quen nói tiếng Nga đấy. À, đó. Tác vụt. À, хорошо. Thế như vậy bài đầu tiên của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy. Đấy. Хорошо. À, hy vọng rằng là bằng cái cách học như vậy thì là nó sẽ làm hai phần. Một, lấp chỗ trống cho em. Đấy. À, cái thứ hai là sẽ tạo thói quen cho em mấp máy bằng tiếng Nga đấy. Mấp máy môi bằng tiếng Nga. Tác хорошо. Lát nữa. Paka, Lucida nhé. Paka, paka, atta, atta. Đấy, mình có thể nói như vậy. Atta, atta, paka, paka. Đấy. À, xin Dạ chào nhé. em chào thầy ạ. Ừ, chào em.